từ 24 số trần tự tẩy xiết ở đường sau tôi bị chuyển sang mức độ cổ trong 6 đường. Mà rằng là nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải khai kết quả giữa tuyết nhân tôi về trung thành và đạo. Bởi chúng tôi sư tử phản thành của các bạn hãy nghe ra ngàn lời từ bụi sự đó. Nên là đây đã trải qua trong nhiều đất vô số bất bất cả thiết kiếp mà ngài vẫn còn làm việc ổn tác. Và năng lượng khứ mẹ đã thử các bạn thiết nghiệm vô số kiếp về trước thực tế trong đời của Đức Phật. Tự là sắc qua để tự tại phương như lai đất Phật ấy thì đầy đủ trong nhiều đất vô số kiếp. Trong thường tự pháp, một người cũng đã sẵn bãi với môi người này về đời chứ phước sâu dài, một người được kính ngàn khi đi đứng nằm ngồi trước đất đường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mới kính tại đạo thì trước khi ngôi tam bảo, độ ấy mong rằng nữa thêm nhiều phương tiện, nhưng nhiều bà mẹ người hồi làm chơi tại nhiều sinh chính kiến. Nhưng mà bà mẹ người trước khi hàng chẳng có đôi bà ấy chết thần hồn sơ đạo vô sáng địa ngục. Lúc ấy thì biết biết rằng người mẹ của kiểu mình khi còn sớm khi kết nhân quả để cho bản thân mình quấy nó xếp vào đường ác để nữ mềm bán nhà đất sẽ nhiều hương hoa cùng thử lệ cúng đất cúng sửa tất chùa mắt thở đất sát qua để tự tại phương tư lai trong một ngôi chùa khuyên tế hình tượng của đất sát qua để tự tại phương nha chắc đã bao xuyên đủ các tôn nghiêm thì nữ chỉ bái tự của Đức Phật đã cần xin lòng cùng với tự tự rằng Đức Phật là người đại sát đủ tất cả trí vệ Đức Phật cùng chủ ở đời thì khi mẹ tất quát để mạnh khỏi phần chắc cũng chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi đã xem một chú nhà. Nghĩ đến đó thì đỡ buồn tủ sẽ lại cho mình tự như lai một lòng cười mãi mãi. Ở đây trên phương công của tiếng hỏi rằng mẹ nữ đức pháp có kia thì đừng có bị ai quá lắm. Nên ta sẽ phải cho những chỗ của mẹ ngươi thì chắc tay người hơi nghi vô mà hỏi rằng đức thành hỏi đó mà sẽ bắt lòng lo sầu của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương muốn mẹ nghe không có đi đổi hỏi cho rõ mẹ cái cách xem một chú nào. Cho nên con của tiếng hỏi thì nữ rằng đã được phải quá khứ xác qua điện tự tại phương như lai một quyết định chuyên bài đó. Thì ngươi thương mẹ, thương nhớ mẹ chỗ hơn thường tiền của chú sẽ đi theo địa chỉ vào. Thì nữ khi nói xong liền để sụt xuống thấy chính mình người được định tưởng thương những người đến với đội vàng đỡ sẽ và phát sau thì cũng hình tình dạy để nhà xuệ cùng chúng ta công rằng cuộc sự đã xong dương bỏ cho sự trọng thương sâu của mẹ con thì tình thân của con sẽ chết mất được ra qua điện tự tại cũng như là thành nữ rằng cũng sửng sắc lúc có một trở về nhà rồi mình nghĩ được cái thằng mỹ thường để xét nghiệm của ta thì mới sẽ biết chọn phát sinh của mẹ ngươi lẽ phải sao thì đi trở về nhà vì thương nhớ mẹ thì mới một cái thằng được xét nghiệm của đức giác qua điện tự tại không nghe chỉ suốt một ngày một phen một ngày thân mình đến được một bờ biển kia biết cho mình đã xuất sùng sùng có được đồng tiền giữ thì toàn bằng giáp bên nhà trước mặt biển chạy cả bên này xuôi đổi bên kia từ những trai cùng gái xuôi đổi đến nghỉ mưa tại trường trong chỉ thay mở trong biển với các thú sữa dình nhau ăn thịt đại tinh quỷ dại xoa hình thù lại nhiều lùn hoặc nhiều tai nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu sẽ chĩa ra ngoài để đánh loạn rừng cương với những người tội phần thú sữ rồi quỷ lại chụp bắt người có tội từ bắp trên đầu người có tội lạ hình trạng các đứa chẳng dám nhìn hơn kể cả người đi xét nghiệm và tự nhiên không kinh sợ có một quỷ phương tức là cô độc định cúi đầu nước đất bằng thành đôi rằng hay thay bồ tát để có duyên sự gì đến chỗ này. Thì được hỏi quỷ vương rằng đây là chỗ nào thì cũng có động đắc rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi đại thế phi thì mới hỏi rằng tôi nghe nói thế chúng tôi thích khi có địa ngục sẽ có thể thiết lấy trang của động đắc rằng thì có địa ngục thì mới hỏi rằng biết đâu phải làm sao để đứng lên chỗ địa ngục đó có động đắc rằng nếu không phải xuất phát thành cần phải xuất nghiệp lực hỏi hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thì tôi đã hỏi rằng xuyên cớ vì sao nữa trong biển này sẽ sử dụng như thế tôi cũng như người tôi cùng với các thu sữ cô độc đáp rằng những người tội ở trong biển này những kẻ tạo ác ở trong cõi sinh bồ đề mới chết trong những chính này những người tự tiện làm việc không biết của cứu chủ thành đại cho lớp số kệ nó không làm chút nhân này nào cả vì thế nên các người ác họ đã kết tạm cả người báo khổ địa ngục thì họ phản động các biển này hay bởi vì người mất số tiền phía đông một cái biển sự thống khổ trong biển đó có lỗi như biển này phía đông của biển đó có một cái biển sự thống khổ trong đó càng trội hơn đó là lần sau quỷ nhân xấu xác của bao nhiêu và cảm thấy sẽ được gọi là biển nghiệp chính là bắt đầu biển này vậy thì nó đã hỏi quỷ vương sang địa ngục ở nhau cùng với quỷ vương sang trong ba cái biển đó là địa ngục hiểu về số trách nhiệm của biển khác nhau vì địa ngục lớn thì người tám chỗ chỗ đủ không được sự khổ sở với tấm nhìn chắc cũng không về đường sự thống khổ thì nó hỏi quỷ vương sang thì nó cũng như với các gần đây không rõ thành hồn cờ gợi phải xa ở chỗ nào quỷ vương vừa đáp rằng quỷ phương phải thành nữ rằng theo bộ bồ tát khi còn sống có làm cái nghiệp gì thì nó đáp rằng theo bộ bồ tát mới tính đại đạo khi chưa với tam bảo cũng có lúc loạn thần khi chính pháp rồi chẳng kính rồi qua không bao lâu mà chưa rõ đại đạo vào đâu vừa được hỏi thành nữ rằng theo bộ bồ tát tên họ là gì thì nó đáp rằng thần phụ của thân bộ tôi được dòng dõi là đa quan thân bộ tôi hiệu là thiên tiện kiến thân bộ tôi hiệu là sự kính lợi cô được chắc tay cho thành nữ rằng xin đến nữ trở về chứ không mừng không nhớ buồn sầu quá nữa tôi nữ sẽ đến lợi tôi xin biết có chuyện đến bạn đến hết ba ngày rồi vì con thứ
nghe nói mẹ con đã cùng người con làm hiếu thuận, vì mẹ được sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp về đất sắc quan để tự tại cư như lai. Chẳng phải chỉ riêng tôi bảo mỗi tất đã thoát khỏi địa ngục mà ngày đầu tự nhiên vô sản cũng đều được vui vẻ đồng đội các sinh cả. Nói sang quỷ phúc được chắc thay chẳng nữa mà có đôi kẻ có lễ sừng cho bao chuyện tình sẽ bị phục đó rồi. Bèn đối trước thất tự của đất sắc quan hiện tự tại như vua như lai là pháp thể hiện sự nói rằng. Từ nguyện từ nay đến đời Việt Nam, chúng sẽ không phải lưỡng khổ thủy cư lập ra nhiều phương chất làm cho chúng nó được giải thoát. Đối với bằng nhà pháp thủy sẽ lại bồn thất sàng, thủy công phương chất đó với chính là ốc đại thủ bồn thất của người không thái bản có đó là hiện đạt bồn thất vậy. Thì hiện đạt bồn thất bổ nguyện trong thân đặt hậu phẩm thứ hai. Lúc đó phần thân định, thân tên của đệ đạt bồn thất là các tên của địa ngục cho mình rất bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lợi, bất khả thuyết của một vô số thế giới để đứng đợi họ mất cũng chuyển đất lợi. Rồi này phần chi nhiều thần lực của Như Lai phần thì nói chuyện của người của chúng được giải thoát khỏi chúng hiện đạo bởi phương cũng để đưa đến sự nhìn mất đức nó sát tha đồng cần thương hoa đến cũng sừng phật nhưng chúng cùng đến với phát thân đó thì được nhiều điện đạo bổn tác giáo hóa lại chi chỗ bên đạo cũng tự chính sản chính đẳng chính xác cũng không còn thiếu chuyển nhưng chúng đã ít bước xa đến nay chưa làm chức đoàn sinh tử cho sau người chỉ biết được khổ sở của lúc nào tạm ngừng giấc nhờ lòng tự bi lớn với thể hội sâu sạch của nhiều điện đạo bổn tác tất cả về chúng được đạo hòa và chúng đã liền không chờ đợi lòng họ tôi mừng nhân thở cho người đức bắt nhìn mãi cơ sở đức nhân lại ăn ủi khác bây giờ cái điện thoại sự tay sắc vàng xuất đầy quả thức địa đạo bổn các cho nhiều lớp bất khả cây bất khả nghĩa bất khả lợi bất khả thuyết của lượng vô số thế giới này sẵn sàng đã ở trong đời các vũ trụ sao hỏi chú sinh tăng cường như thế làm cho lòng chúng nó điều phục bồn tạo thời tránh trong người phần tội vẫn còn một khác phần chú sinh quân thân thái ác một đội chú đó cũng phân lên nghìn trăm ước thân bởi thân nhiều phương trước trong chú sinh đó họ có người các cảnh sáng mẽ với các bộ tác thuyền tiến nhận họ có người vẫn cảnh quyết đoàn với thành tiệm được thiệt quả họ có cảnh về tội nghiệp quá nặng của chính biết bằng kiến thiết ủng hộ tại bộ phân lên cũng nặng nề xa là cũng phân lên nghìn trăm ước thân đội tất cả chú sinh của mỗi xe khác như thế ở cái đất thân cha ở cái đất thân trái với đất thân trời rồng ở cái đất thân quỷ thần ở cái đất thân núi sông ở ao đại xuống lợi ích cho mọi người để rồi họ được giải thoát ở cái đất thân thiên đế ở cái đất thân trời phạm phương ở cái đất thân vô chuyển vân ở cái đất thân quốc vương ở cái đất thân bền phụ ở cái đất thân các hỏi văn độ ở cái đất thân vậy đất cư sĩ vậy đất thần thể phụ vậy đất thần cao hàm quan độ vậy đất thần tỷ pháp tỷ các nữ bà các tu bà si vậy đất thần thanh tam la hán các chi phật bồ tát để hóa độ chúng sinh chứ trong phật chỉ có thân phật thì đã cho chúng tôi đâu này địa tạc ông xem đã trải qua bao sự kết nối này được hạ chúng sinh tăng cường để được khổ và thay hóa như thế ngoài ra họ những chi điều phục được thì có thiên về còn thọ báo nếu khi chúng nó bị đoạn từ đường giữa chỉ để sự cứu khổ thời bao nghĩ đến tạo cung trời đã cần có trước đây và vợ chúng sinh làm cho chúng sinh trong các bài này lúc phật sinh lạc ra đời được giải thoát khỏi hàng thân nhiều khổ gặp phật được bất phật thọ ký lý sở thân được đệ đạo đổ tất bất thế sao chịu trước lại một hình sẽ lễ tất cả và cùng đức phật rằng từ số cách nương sai đến đây con biểu đức thế tôn tiết độ sắc diệu cho con được thần lực không thể nghĩ bàn để điều trị bệnh sợ lớn còn phần hiện thân hình này ra ở cùng khắp trong nhiều bước hàng hóa sát thế giới mỗi một thế giới hoa độ trên nhiều bước thân mỗi một thân hoa độ trên nhiều bước người mà trước khi thấy mỗi tâm bào khỏi hàng vòng sinh từ hồng thu biết bàn để chuyển sinh đạo cho phật pháp chỉ là được việc làm trường bằng một sợi tơ một sợi thước một loại cát họ bằng một hợp đội nhỏ chịu họ chỉ bằng mảnh đất khác họ cũng là gần được khác làm cho chúng ta được lợi ích lớn cứ mong đức nhân chỉ định chủ sách các việc cho đời sau người sinh thành con lắm cứ mong đức nhân chỉ định chủ sách các việc cho đời sau người sinh thành con lắm ngày đệ tạng bồ tát và cùng đức phật ba lần như thế lúc ấy phật thích ngày đệ tạng bồ tát hay thay tạo hỗ trợ cho ông được đại nguyện từ sự biết đức sẽ đến đây thành ba nguyện sợ người tự tất cả chúng sinh xong rồi thời lúc nhìn chính quả từ đề khi địa tạng bổ tát bổn nguyện quán chú sinh nghiệp sinh phẩm thứ ba phật bỗng tự hỏi lúc đó đức phật bỗng là bảo sát phương nhân chất tất công kính với phòng địa tạng bổ tát thấy rằng chúng sinh chưa có sức đủ để tự mình xét các tầng các quả đó sẽ thế nào của địa tạng bổ tát đáp rằng trong nghìn phương thế giới trên quốc độ ở nơi thời có địa ngục nơi thời cũng có địa ngục nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời cũng có hàng nữ nhân nơi có phật pháp nơi thời cũng phật pháp nhân lợi thông qua một cái chư phật vân vân cũng sẽ khác như thế chứ chẳng phải xét có tội bán địa ngục sẽ khác như đâu và bảo sát phương nhân lại cùng địa tạng dùng đáp rằng tôi muốn nghe tự cả báo cho cõi sinh phù đề chứ cả mẹ áp đạt để đạt bổ tát đáp rằng thì mẫu chúng mong mảnh nguyên lệ lấy tôi sẽ được nói việc đó không dễ vật rằng thì mẫu phải rằng xếp bên già nói cho bổ tát được thật bây giờ mình để đạt bổ tát bất khổ thành mẫu rằng xin việc của tôi tự báo cho cõi sinh phù đề thế giới đây nên chúng sinh chẳng muốn thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ thì nó đã có cơ sở để đủ cho nhiều những kết cục nào không ra khỏi được vì một chúng sinh
có làm áp lực tinh thần bị đưa chảy máu cũng chưa có đảm bảo chẩn kiến thiên điền cũng phải tạm thôi sẽ bị nổ cho nhiều cơ tiết không nào không ra khỏi được hoặc có chúng sinh sinh tồn của thần chủ ốp vạn tân linh tuyệt tình làm sự sức mạnh trong chúa truyền truyền hoặc xếp vào khải kẻ đó phải đạt phát sự của chúng sinh và phải đạt thôi sẽ bị nổ cho nhiều cơ tiết không nào không ra khỏi được nhưng mà chúng sinh giả lầm về sa môn thì thật tâm chẳng phải sa môn là dụng của thần chủ trái phạm sứ mệnh cách tạo hàng bạc y tạo nhiều điều tội ác kẻ đó phải đạt thôi sẽ bị nổ cho nhiều cơ tiết không nào không ra khỏi được hoặc có chúng sinh chữa bất này phật lừa gạt đồ ăn uống y phục phân vân cho đến không cho người lấy đi một phần thường trụ không ta cho đến không cho người lấy đi một vật thì đạo được thì nó vừa đạo không sẽ bị ngộ cho nhìn bất kỳ lúc nào không ra khỏi được thì để tạo bổ tát đáp sự đáp giả thành mẫu được chúng sinh nào phạm tội trên đó thì phải đạo định một bộ vô sản có tận hưởng sự đau khổ trường còn một định cũng không được và cái giác thứ nhất là phải không để tạo bổ tát rằng thế là vô sản địa ngục thì để tạo bổ tát đáp rằng cái mẫu có như định một đường cho người tiếp vi được không đủ tám chỗ thì phải có năm trăm chỗ sẽ nghiệp đều sẽ khác nhau thì có lẽ có nghìn trăm sẽ nghiệp cũng đều sẽ khác nhau với để định một vô sản đó sắp còn một thành hơn tám mươi dặm thành đó thành bằng sắp cao một mươi dặm người chết chân thành chỗ chỗ nào hở trống trong một thành của các nhà địa của biết tiếp theo được có sinh nghiệp xe khác sẽ có một sở một tức là vô sản một ngày trong khi một lúc tám nghìn dặm từ một cơ một nghìn dặm thành bằng sắc cả đời trái nước khẩu xuất trên xuất chứa trên một thành rắn sắc chó sắc không người lười nho chạy bên này sắc bên kia trong một thành có đường sườn rộng khóc hơn rộng một người trọng tội thường tự thấy thân mình nhà đời triệt cả trên giường đến nghìn người trọng tội cũng đều tự thấy thân mình nhà đời triệt cả trên giường đó là sơ tội nghiệp đã tạo ra và cảm phẩm như thế lợi tội chưa được sâu khổ sở cho mình quỷ dạ sao còn người ác quỷ sẽ minh lấy thọ sườn cương tội mắt chó sáng như chiếc nhoáng bóng tay cứng như đồng bọc bụi bầm chặt lại thì quỷ dạ sao khóc cầm chịu lấy vào sách các một mình người có tội hoặc lúc chứng mụn mũi hoặc lúc chứng mụn lưng rồi lên trên không thì chịu người lại trên giường lại có giường khô bằng sắc của bắt người có tội lại có đoán sắc đánh đầu người có tội nên nó rớt khóc trên thân thể lên dài đằng xuống giường nước cái người tội đã được đổ vào miệng dây sắc nóng đỏ có lấy thân người có tội một ngày một đêm một lần chết một lần xuống lại do vì tội nghiệp và cảm thấy như thế chẳng có ước đức luôn nào không ra khỏi được với thế giới này như vậy thì sẽ để có định một phần thế giới khác như thế giới khác có như vậy thì lại sinh mình sinh vào quả khác nếu quả khác có như vậy thì lại sinh vào quả khác thôi đến khi thế giới này thành sang tục sinh thì trở về thế giới này sẽ tự báo cho địa ngục vô sản như thế đó là địa ngục đó sẽ có đang nhiều việc cảm thấy ca là vô sản nhưng điều đó là những gì mà bài tụng cho có chịu khổ ngày lẫn đêm chỉ chạy qua sự kết thúc là mười bước gọi là vô sản hay là một người vẫn thân để chỉ cả một nhiều người tội vô mỗi thân cũng đều đầy chỉ cả một cái gọi là vô sản và để đến khi cụ đề hình tượng nhân như chuyện ba thầy xỉu hâu rắn sói chó cúi xanh cúi dã cư đục xa mắt chào sở xu lưới sắt dây sắt lửa sắt vợ sắt cắt xa sống điện đầu nước sắt nóng dưới thân đối thời ăn hoàn sắt nóng các thời uống nước sắt xôi từ năm trước kia cũng có số tích sự khổ sở nếu nhân không đủ xây ngừng bớt gọi là vô sản bốn đạo các loại là cha hay gái mùi quán bạn dọn sạch chạy sát hàng hoặc đồng trường hoặc là quỷ là thần hãy gây nên tội ác các đấng mặc cảm người ta tại đồng chịu khổ gọi là vô sáng đang là người nào bị đạo thì địa ngục phải tới khi bị vào chúng chung chấp nhỉ chết mỗi một ngày một đêm mỗi lần chết mỗi lần sống lại nếu khổ tạng mình sẽ đã khổ trường còn một ngày không được chỉ khi tội nghiệp tiêu hết bị đạo thọ sang rồi bị lẽ đi mãi không thấy mãi thì gọi là vô sáng thì để tạo được các cái cùng thành nội sáng và xin được về địa ngục vô sáng như thế nên nó sợ tết đủ thì cụ hành động cũng sự thống khổ cho nó rồi suốt một cách không thể nào mà chết hết được và các giác công nhân là người địa tạng bổ tát nói xong cũng có sức đau sầu trước tay để nhận địa tạng bổ tát mà hơi xa thì địa tạng bổ tát bổ nguyện nghiệp cảm của chúng sinh phẩm thứ tư đức bổ tát tuyên chỉ với rằng người địa tạng đại bổ tát phải cùng đức phật rằng bài đức thế tôn dùng sắc hoa thành đức thế nam phân chia thân hình này đã chi khắp trong nhiều đức thế giới không được tất cả chúng sanh bị nghiệp báo nếu không nhờ sức đại từ tức thế hai thời chẳng có thể biến hóa sẽ như thế được nay con đã được ra có chút từ nay đến khi ngày ta sẽ đã thành phạt tại chúng sinh trong sáu đường để đoạn lộ thoát xin vâng bảo đức thế tôn xin đức thế tôn chứng lo với diện phận ở ngày địa tạng ổ các sàng chúng sinh mà chưa được giải thoát thành tức của nó không định đã coi nàng sự về thế cái thành nghiệp báo sữa coi nàng này thì cái thành nghiệp thế cái thành quả báo lành làm lành cùng làm giữ thì các cảnh trên mạng sinh ra là nó trong con đường không làm tạm ngừng bớt mê đầm chuyển lại thành chảy những kích xuống nhiều nước vi trần thế nên lại cá với lợi trong lưới các dòng nước chảy thành là tạm được xa rồi lại mắc vào lưới vì thế nên ta phải mắc nghĩ những chúng sinh đó đời cho ông trận đã làm nguyện trải qua nhiều cách phát đại sự lớn nữa hết tại thành chúng sinh bị tội khổ thử các bằng bác gì định tự tại phương bài khỏi như đức phật nói người như thế sao cho có hậu quy vị đại bồ tát được là định tự tại phương sẽ bị cùng đức phật rằng bảy đức thế tôn từ nhiều kiếp đến nay người đại bồ tát đã phát đại nguyện gì mới được đức thánh tôn ăn cần được như thế cố xin đức thế tôn được nói cho
Đức Phật và Ngài bị tự tại tôn Bồ Tát rằng lắng nghe, lắng nghe phải có suy xét đó ta sẽ bị ốc mà sẽ thành rõ ràng. Ông vừa lúc cả cơ lượng cơ số nên sao tha bất cả những cái việc từ trước của quá trình đời Đức Phật ra đời hiệu là nên thế chỉ cảnh tự lai ứng hồn trạch đến chi minh hạnh đúc thể thế gian giả vô thượng sĩ hữu hội trưởng phu nhân nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy có sáng môn kiếp từ ngày xuất gia, từ ngày làm vua một đất nhỏ kia kết bạn với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành mười hạnh hành làm lợi ích cho nhân dân. Đến giờ chúng nước lân cận đó phần nhiều tại những việc ác các vô cùng theo bản tính tìm hết những phước trước để xét xử dân chúng ấy. Một ông phát nguyện tu lợi sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy cho được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện tu chứng chức độ có thể tự khổ mà cho được an tu chỉ còn bồ đề thì tu nguyện chi chịu thành Phật. Đức Phật vào ngày định tự tại hơn bổ thất ông pháp bị sớm thành Phật đó trên đại đức nhất thiết chí thành tựu la của ông vua các vị thế thì sinh tự khổ thì chưa được thành Phật đấy thì bị đại hùng hay vậy và như được thương nhẹ đã không được có số kiếp ở từ trước lúc đó Đức Phật sẽ đề gọi là tinh khoa bổ quy la. Đức Phật ấy học 40 kiếp trong thời mạt pháp cùng vị la hán phước đức cứu độ chúng sinh nhưng mà đi thần tự sáng hóa mọi người la hán không một người nữ tên là cô mục là ngày sáng sửa đồ ăn cúng sừng la hán. La hán theo cùng xuất hòn ngày mùng đức gì cô mục thưa rằng ngày theo bộ tức quốc là một việc phương tiện để người đó mà cứu vớt cái mẫu thôi cũng sẽ không thôi phát sinh một điều nào la hán cảm thương và nhận định theo quan sát về vận mệnh của cô mục bị đọa vào chúng địa ngục rất khổ sở. La hán hỏi cô mục rằng theo mẫu người lúc sinh tiễn lại những khánh nghiệp chi mà bị đọa vào chúng địa ngục rất khổ sở như thế. Cô mục thưa rằng ngày còn sống theo mẫu tôi chữ ơn thì là cá chạch phần nhiều là hay ăn dạ con và chạch con hoặc trên họ đứng ta hồn mà ăn cho thỏa mãn vì tình hiện sự cá chạch của người đã ăn thì đứng khi nhìn luôn xin tương giải thương xót chỉ dạy phải làm cách này để cứu các mẫu tôi. Là hàm xót thương mình sẽ phương trước này các mẫu tôi phải đông lòng chuyển thành những đức thanh tịnh cái lô mẫu tương lai và phải đắc hình thường của Đức Phật thì phải còn người mới được đối phương lợi. Cô mẫu nghe xong để xuất tình cụ hạ Đức Phật và thời cúng hãy đánh này hãng lên bên lòng cung kính khắc nha chữ lệnh lễ tiệm Phật đến đoán nào chi mắt tính thân của Đức Phật sạc trói những hoàng núi thu si. Đức Phật phòng ánh sáng bỏ qua mục rằng chẳng bao lâu đây thì mẫu của ngươi đã sẽ phát sinh vào trong nhà của ngươi thử với cả lại thì đừng biết nói sau đó mình lấy nó trong nhà sinh địa của đứa con trai chỉ để cho thầy đã biết nói chỉ đã buồn khóc và nó cũng không mục rằng nghiệp sinh cho tổng sinh tử thì tự lại lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lúc này chúng tôi năm từ khi vĩnh biệt người đã vừa đạt cả đại địa ngục đến pháp luật của người nên lựa chọn sinh làm kẻ hạ tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi là 13 tuổi đây sẽ bị đạo từ địa ngục nữa. Người có phương thế gì là chết tất tất còn nỗi khổ sở. Nghe đứa trẻ nói có một biết chắc là mẹ của mình và nhẹ nhàng khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi phải tự thời tự biết tội của mình đã gây tạo những hành nghiệp chi mà bị đạo của chúng địa ngục rất khổ sở như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hành nghiệp sẽ hạ trệ sinh vật đã chia ba bằng nhất là thọ báo khổ nếu không được phước đức của người cứu lại cho thì cái tội nghiệp ấy vẫn chưa được thoát khổ. Con hồn còi sở những việc tội báo cho chúng địa ngục sao làm sao đứa trẻ đáp rằng việc tội khổ mới sẽ càng bất nhẫn giờ bị trăm nghìn năm cũng không đoạt hết được. Con một nghe xong hắn khóc xe lại một bạch cùng giữ hương không giảm của cho con mẫu tôi vào hầm chứa địa ngục khi mãn người bát tuổi cũng còn một trọng tội cũng không còn đạo và ác đạo xin người phương chư Phật chứng minh cho tôi vì mẹ một thân phát lời nguyện sợ người như vậy vì thân mẫu tôi còn hàng chúng thân độ và hạ tiền cùng thân cái cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa từ trước đức thanh tịnh đức hoa một khi nghe một phát nguyện rằng từ ngày nay đến về sau trong nhìn một đức kiếp chủ thế giới mẫu hàng chúng sinh bị tội cùng với địa ngục cùng một ác đạo từ người cứu vớt của chúng đó làm cho tất cả các khỏi chúng ác đạo địa ngục xuất sinh ngạ quỷ vân vân ý kiến những kẻ mắc phải tội báo như thế thì phần cả sổ tự sắc thôi mới thành bậc chính giác. Cô một phát hiện đó xong những cái kiến bất thiện như là một ra dễ dàng để có một nhà ngươi sẽ có lòng cửu mẫn vì nhận phát ra lời nguyện sự lớn như thế thật là hay lắm. Lời thiện nguyện sự lớn như thế thật là hay lắm ta quan sát từ mẹ nhà ngươi khi bắt 13 tuổi khi mẫu báo thế này sẽ phát sinh một người phạm trí sớm hơn trong tuổi giờ sẽ bạn sẽ được có đức vô ưu số người số không thể tính kể sẽ có sẵn thành và đội nhiều hạng người số đức số khác sông hằng đức phật vào ngày định tự tại phương bồ tát thì đã hạn phước này đội có một điều đó hay chính là phước đại ý bồ tát thân của có một ngày sẽ khác bồ tát còn nào có một thần người định đạt bồ tát đây vậy trong nhiều kiếp lưu xa về trước thì có lòng từ mẫn phát ra hàng hải sa tấn số lời thiện nguyện độ khắp chúng sinh như thế trong đời sau từ chúng sinh trong không làm lành và làm ác thì đã kẻ chẳng tin lớn nhân quả kẻ tà sân vọng ngữ kẻ lưỡng thiện ác khẩu người báo đại thừa trực tiếp các tội nghiệp như thế cho người đạo và ác đạo nếu còn phải hoàn thiện chi thức quy quỹ với ngày hiện đạo đủ các trường hoàng cảnh móng tay trực tiếp là lên đất khỏi báo cổ nhã bắc ba ác đạo nếu người đạo có thể quy kính trường ngưỡng để chạy lợi khen cùng sân cúng hương hoa y phục đủ tất cả hương hoa y phục đủ khi báo cũng được người như thế trong trăm nghìn bước đời sau trong trăm nghìn bước kiếp từ ngày đại quả trời mừng sự vui thắng diệu có mất phúc trời hết mới sinh xuống nhân gian cũng tự vận thường làm việc đề phương cho trong nghìn kiếp đã lấy được cội nguồn thu quả cho cuộc đời trước của mình là định tự tại phương và định tạo bổn tham sức oai dần rất lớn không thể địa bàn
nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế. Các ông bậc Bồ Tát cũng như nhớ khi này hầu ước truyền với bố sâu xa về hiện thực tại phương thể của Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật Chế Lô nhìn mũi đại Bồ Tát chúng con được thành nước oai thần Đức Phật tuyên dương dẫu khi này nó sẽ cứu đề để lợi ích cho chúng sinh. Ngài định tự tại phương Bồ Tát tại cùng Đức Phật sang bèn không cười trước đây đã thành mà hơi xa. Từ Thế Vương hỏi Phật, bây giờ một ông thương tôi được từ chỗ ngồi mình sẽ cười có chắc không cười trước đây để cùng Đức Phật sang. Bài thuyết Thế Tôn thì để đạt Bồ Tát thì những cấp bậc sai nhận lại phát nguyện sợ người như thế, tại sao ngày nay vẫn độ chưa hết ngày lại còn phải phát ra người sợ lần nữa? Bồ xin Đức Thế Tôn sẽ rõ việc đó cho chúng con. Đức Phật bảo Bồ Tát Thế Tôn rằng: Hay thay, hay thay, ngày bị được sự lợi cho chúng sinh, tại vì các ông bổ chúng thứ nhận ở hiện tại bị lai. Ngài nói sự phương tiện của hiện tại Bồ Tát đã cho đường sinh tử, đường sinh phù đề trong ta bài thế giới này, vì lòng từ mạng xuất thương mà cứu vớt được tất cả chúng sinh bất đợi khổ. Bồ Tát Thế Tôn bạch cùng Đức Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Phương tiện xa hóa, Đức Phật và Bồ Tát Thế Tôn rằng: Tưởng hiểu kim cương xa đến đây này, hay ngày đã Bồ Tát được các chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngày thân do chúng sinh đã khổ đời này, con sẽ vô lượng kiếp bảy sao, tự khổ cứ lên xe mãi không dứt thì lại phải xa lời trở về. Để đạt Bồ Tát chúng con xin phù đề, để giữ các bài dùng cho mình đức phương chất để xa hóa chúng sinh. Này Bồ Tát Thế Tôn, để đạt Bồ Tát với bậc cảnh sát lại là sinh vật, thì người sẽ quả báo những người đời trước mà phải bị trách yểu. Nếu bậc cảnh trộm cắp thì người sẽ quả báo nhỏ cuốn khổ sở. Nếu bậc cảnh tà sang thì người sẽ quả báo lời chia sẻ bổ câu ở bên nương. Nếu bậc cảnh nói lời thô ác thì người sẽ quả báo quý bậc tình chúng nhau. Nếu bậc cảnh hay kinh tre thì người sẽ quả báo không lẫn miệng ngờ. Nếu bậc cảnh nóng giận thì người sẽ quả báo thân hình sự sĩ tàn tật. Nếu bậc cảnh bòn xẻn thì người sẽ quả báo khổ muốn không được đại nguyện. Nếu bậc cảnh buông không săn bắn thì người sẽ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu bậc cảnh trái nghịch cha mẹ thì người sẽ quả báo trời đất chu lục. Nếu bậc cảnh rất đối xử với cò thì người sẽ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu bậc cảnh cha mẹ mẹ kẻ ăn ở ác độc thì người sẽ quả báo các sinh trở lại hiện đời bị sát vật. Nếu bậc cảnh cầu dùng người bắt chim non thì người sẽ quả báo không được chi liền. Nếu bậc cảnh hủy bán tam bảo thì người sẽ quả báo không biết công nặng. Nếu bậc cảnh kinh tre sáng phát thì người sẽ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu bậc cảnh đạt cá của thường trụ thì người sẽ quả báo ức kiếp luân hồi như địa ngục. Nếu bậc cảnh ô dục người hạnh thanh tịnh vun bám tâm già thì người sẽ rõ quả báo mãi trong màn súc sanh. Nếu bậc cảnh dùng nước sôi lửa chiến tranh sẽ đạt các loài sinh vật thì người sẽ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu bậc cảnh phá giới phạm trai thì người sẽ quả báo cầm thú nơi khác. Nếu bậc cảnh không phí phá tưởng của cảnh bất phi lý thì người sẽ quả báo tiêu dùng cứu bụng. Nếu bậc cảnh đã đi kiêu mạn cống cao thì người sẽ quả báo hình hạng những người sai kiến. Nếu bậc cảnh đâm trọng cây cổ thì người sẽ quả báo không lưỡi hay trong lưỡi. Nếu bậc cảnh tả kiến mê tín thì người sẽ dọn thọ quả báo tạo sinh một chúng hẹp lánh chúng sinh cho bác sinh phù đề. Từ nơi thân khẩu ý tạo ác quả cho mình đức báo ứng thì các chúng sẽ lợi đó thôi. Những lực cảnh sai khác của chúng sinh cho bác sinh phù đề như thế, người để đạt bộ đã dùng cho mình phương chức để giáo hóa đó. Những chúng sinh ấy trong một trình quả báo như thế sẽ được đạt về địa ngục trải qua nhiều kiếp luân hồi thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ quả thước cho đến nghiệp chữ ấy đã được học chúng sinh. Bồ Tát Thế Tôn nghe rồi sẽ lễ tư siêu lệ tân thở chắp tay lễ Phật nói vui xa tìm địa tạng Bồ Tát đồng nguyện quyền thượng hết đồng nguyện địa tạng lao lợi thiên côn thần thông huyền hóa độ quảng hương đời vũ trụ có thông chúng sinh tăng cường khắp cơn khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện địa tạng phương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện địa tạng phương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Ni So ha ha.